Vừa mới ngủ dậy nè mọi người. Vừa bình minh sẽ mang em đi. Cả nhà ơi, ngày mới tốt đẹp tươi hồng. Chăn ấm đệm êm, ăn no ngủ kỹ. Em lại chuẩn bị đi học tiếng Anh mọi người ạ. Đó, hôm qua đầu bếp nghe đoạn ghi âm của cô mà em cả mình hết cả hồn, hốt cả hèn, trời ơi là trời. Đúng không mọi người? Mọi người thấy em ấy xinh không? Có xứng đáng 100 điểm không? Đấy, gội đầu xong là nó xinh liền đó mọi người. Gội đầu đầu xong là nó xinh nha, auto xinh nha. Các bà nhỏ với tôi không? Các bà chia sẻ cái livestream cho tôi chưa? Tôi là cứ, các bà có suốt ngày kêu Trang lên clip đi, Trang lên clip đi. Mà không có chia sẻ livestream. Các bà không chia sẻ livestream tôi buồn ghê vậy đó. Tôi làm gì còn cái động lực nào tôi livestream với các bà. Các bà xem mà giải trí mà không cho lại người ta cái gì. Một nút share kể cho câu chuyện chị Hai đi mua slip ở Takashimaya lúc 16 giờ 30 phút giờ Việt Nam. Đấy, 16 giờ 30 phút các bà hiểu không? À, 17 giờ 30 phút. Thì tức là 18 giờ 30 phút tại Mỹ. 17 giờ 30 phút tại Việt Nam, tức là 6 giờ 30 phút tại Mỹ. Lúc tôi vừa ngủ dậy tôi đưa kỳ đi học. Chia sẻ cái livestream này coi. Tôi là phải lên 500 người. Tôi làm gì có mua mắt like, đời tôi biết mua mắt like gì. Các bà chia sẻ cái livestream này tôi kể câu chuyện. Đấy. Chị ruột chị đi Takashimaya. Chị vi hàng. Đi xa nhớ chị gái không nhớ chứ. Định về làm ô sin cho chị. Chứ sang bên này móc đít cả vất vả quá. Nhưng mà sang đây cũng 10 tháng rồi. Bỏ ra bỏ tiết kiệm đâu được có 2.000 đô à. Chưa đủ tiền vé đi về. Nên là đang cố gắng là thêm cái job nào để mà chạy về Việt Nam được đây này. Không có tiền mọi người ơi. Mua vé còn phải mua quà. Mua quà cho các bạn bè, người thân, cố hữu. Em Việt Ngan mà. Em Việt Ngan, Việt Kiều. Đó. Quá hiểu không? Thèm ăn thịt vịt, thịt ngan. Xong rồi chúng một cứ bảo em là phản động. Em cũng ngại, sợ. Các chị hiểu không? Chúng một vu cho em là phản động. Chúng một vu cho em phản động với chị. Chúng bảo em là con vịt ngan, bọn cuộn con chúng bảo em là con vịt ngan, ở đâu mà vịt ngan đấy bà. Tôi là mắm tôm cá khô, tôi làm gì có phước làm vịt ngan. Đúng không bà? Để tôi kể cho các bà nghe, các bà chia sẻ cái livestream này chưa? Chào chị Huyền, chia sẻ cái livestream này tôi kể cho các bà nghe câu chuyện. Chị ruột đi Takashimaya. Oh my god. Sau đêm hôm đấy. Sau cái đêm mà chị ruột phải dìu xuống sân khấu mặc chiếc váy da bóng màu vàng gold, màu của Queen, màu của không biết nick nào, nick thật. Dạ, nhà con có 7 cái pay bà. Nhà con có 7 cái pay bà nội. Cái gì? Mé, mé, cái nết khịa đến chết mới thôi. Chết làm sao được. Em ơi, chị không có chết được em. Mày làm chị sặc nước bọt. Chết là chết làm sao bé. Trời ơi, em sao chị chết được em. Em đánh giá chị kỳ vậy. Chị ruột mới đi Takashimaya. Lại là nơi chốn cũ ta về. Ngày xưa chị ruột đi căng da mặt. Chị ruột đi căng chỉ ở Takashimaya vào buổi chiều của ngày 23 tháng 23, 24 tháng 3 hay là 23 tháng 4 năm 2022. Cũng vào một buổi chiều, cung giờ 6 giờ 30 tối, chị ruột cũng đi căng chỉ hoặc là đi sửa nhan sắc ở cạnh cái tòa nhà Takashimaya ấy. Chị ruột cũng bị bế luôn. Chị ruột không có kinh nghiệm gì cả. Cái này là em không thích như chị ruột. Chị ruột nhá, lần xưa ngày xưa chị ruột bị bế lần một cũng ở Takashimaya. Ok. Nên chị ruột phải né. Né, mình né đi lại chốn xưa. Lịch sử lặp lại. Lần này chị ruột kinh nghiệm rồi. Chị ruột đi Takashima, chị ruột make up.
chị ruột không để mặt mộc như ngày xưa nữa. Quắn cái răng cái cho đi đỡ mùng thôi. Chia sẻ cái livestream lên 500 người chưa? Chờ tí đánh răng xong cái rồi tôi kể cho nghe. Chưa thấy đàn cuộn con đăng hình, không thấy đàn cuộn con đăng clip cô đi trung tâm thương mại hè, lối cũ tao về chăng? Sao lại bố con hâm hâm là hâm thì đéo nào, mày với ba thằng tao đâu có hâm, tao bị điên. Tao bị điên, chờ tao đánh răng ngại. Các chị bên Mỹ mua cho em một bột đánh răng này coi. Các chị bên này đi làm nail các chị cũng được tip thì 15 20 đồng một khách. Các chị cứ hai khách là bộ 40 đồng, các chị mua hộp này 30 đồng với 5 đồng tiền ship với 8 đồng tiền ship là 40 đồng. Các chị boy em 2 đồng. Em đi xin. Mua cho em là bột đánh răng cho em đỡ tội nghiệp, em còn có tiền em trả tiền wifi internet. Em có tiền đi mua mớ rau em ăn các chị. Chứ các chị mà không ủng hộ em lấy gì em lấy gì mà em sống. Các chị Việt Nam mua 420 nghìn nha, đợi em đánh cái răng xong cái. Đấy, chị Trang cho em hỏi nếu cuồn cuộn già chẳng may đột tử thì cuồn cuộn con có ai để thờ hình rửa hình của cuộn ra thờ không? Có chứ em, chắc chắn chắc chắn chắc chắn. Trời ơi ao mày con ngó à, cỡ cái ngó được bớt được sự tình nhau. Chờ em đánh đánh răng cái rồi em vào. Chờ tí Ngọc Chu kể cái từ từ. Livestream thì không xe đòi kể. Mấy bà là không có đi xe đi xiết gì cho tôi cả. Các bà xe cái livestream, tôi không cần xe cái livestream bán hàng. Tôi cần các bà xe cái livestream mà tôi kể câu chuyện chị ruột tôi đây này. Sao lại con duyên, điên vô duyên vậy? Mày bị thần kinh à? Sáng ngày ra bố mày dậy đánh răng rửa mặt để đi học. Thế bố mày không đứng trong toilet thì bố đứng trên bàn thờ nhà mày à? Nói chuyện cũng ngu nữa. Y chang con mẹ. Bà tiên sư mẹ nhà mày. Nó được mời lên làm việc, nó đi làm việc rồi. Nói chung cũng phải qua vài lần làm việc để củng cố hồ sơ, rồi nó lại đi thôi. Mà đã bị mời lên làm việc thì sao? Cấm xuất cảnh luôn. À mà cũng chả cần phải cấm xuất cảnh. Nó có được xuất cảnh đâu mà cấm xuất cảnh. Nó có được công dân được đi đâu đâu, nó đã xóa tích đâu rồi, cấm xuất cảnh mà không cấm xuất cảnh vẫn cũng như nhau, luật thì cũng như nhau. Ừ, sao lại chửi bùi chất rồi em ơi, em chửi thấy không có được, em chỉ đi school con đi rồi ơi em ơi. Em ơi đừng có chửi như vậy, bây giờ cụ chỉ còn nắm xương khô thôi, không có làm ăn được gì đâu, không mần răng được gì đâu rửa. Đó, hộp sữa rửa mặt rau củ, chờ tí rửa cái mặt rồi đi vào cái đại bản doanh này ấy cho. Tôi kể, để tôi kể cho các bạn nghe. Đấy, 500 lượt coi rồi này. Đó, cuộn con máu cắn càng mới có 2 ngày mẹ không lên sóng mà các con làm gì các con căng. Sữa rửa mặt ở bên Mỹ có nha. Sữa rửa mặt ở bên Mỹ có nha mấy bà. Đấy, sữa rửa mặt này dùng được cho mọi loại da. Trời ơi, mới có 2 ngày mẹ vắng. Mẹ con còn vắng vắng bóng trên thương trường chiến trường nhiều. Các con còn phải khóc than nhiều. Rồi ơi, cái ngày dài nó xa lắm con ơi. Các cuộn con ơi. Chia sẻ 5 đội nhóm chuẩn thanh kiều đây, kể cho nghe. 6 rưỡi sáng tôi dậy tôi đưa con tôi đi học. Sữa rửa mặt này Việt Nam có nha, gọi là sữa rửa mặt rau củ chụp lại cho em nha. Em kể cho chị nghe, sáng em ngủ dậy. Tự dưng thấy bức hình của một người fan gửi cho mình. Chị ơi cuộn già đang ở Takashimaya. Mình bảo nó đi đâu đấy? Nó đi mua xì lít. Các bà ấy, cuộn già 6 rưỡi sáng là 5 rưỡi chiều Việt Nam đúng không? Tôi nhận được bức hình mà tôi đang trên kênh top top của tôi, Bún đậu cô Khan với cả Trang Khan cuộc sống tại Mỹ đó. Đó, tôi nhận được cái tin nhắn là chị ơi cuộn già và sừng trâu đang ở Takashimaya. Hôm nay sừng trâu đưa cuộn già đi mua xì lít.
Mình bảo là nó chọn slip lưng cao hay slip lọt khe. Ôi rồi ôi. Dạ, lọt khe chị ạ. Ôi rồi ơi. Bảo mày đi đâu đấy? À, em cũng đi vào đó, em ngắn thôi, em làm gì có tiền. Em đi ngắn chị ạ. Thế là mọi người tưởng tượng này. Mình mới hỏi là thế có ai bu vào nó chụp hình không? Ở không chị, không ai chụp hình nó cả chị. Mọi người nhòm nhòm nó, mọi người lé. Chờ tí rửa mặt nhé. Mọi người né, né các bạn hiểu không? Mọi người né, không ai chụp hình chị ạ. Mọi người chỉ nhòm nó rồi mọi người né. Sao chỉ con điên, điên là điên thế nào? Điên là mày vào xem đứa điên thì mày định muốn điên như tao à? Không có được đâu, IQ của mày không điên được như tao đâu. Thế là đến khi mà có người hỏi là chị ơi cái quần này mặc bị ngứa đít, sao chị mua nhiều thế? Sao chị mua nhiều thế? Cuộn quay ra trả lời: chị mua slip lọt khe để chị chuẩn bị cho chuyến đi xa sắp tới. Lần một chị đi xa thì chị mặc cái quần lưng cao bản cô tông, vào trong đấy giặt nó lâu khô em ạ. Hôm nào trời nắng chị treo ở cái song, bốn cái song sắt ấy, gió nó thổi phành phạch, thế là nó mới khô. Nhưng mà vào ngày trời mưa thì cái slip mà bản lưng cao bản to chất cốt tông á thì nó không có khô được đó. Nên là chị cuộn có tư vấn cho cái người đi mua cùng là nếu như phải đi xa thì mua lọt khe, tại vì lọt khe mà phải chất liệu ren nha, giặt một cái là phẩy trước cái phẩy này trước cái bốn cái ô cửa sổ nó sẽ khô thôi đó. Cuộn bảo với cái người tiêu dùng như vậy. Thank you, thay mặt cái nhãn hàng thank you một tia marketing. Khổ quá. Đợi tôi tí, tôi bảo tôi lấy cái slip để tả cho các bà, cho các bà nhớ. Trời đó, chú cụm chú bảo rằng là này, chị ơi chị, tại vì cụm chú mua một lúc là 30 chiếc thôi mọi người, 30 chiếc lọt khe. Chị ơi chị, nếu như mà chị mặc cái quần bản to như thế này này mà chị phải đi xa ấy, để những cái nơi mà chị đi xa mà chị không có nước, điều kiện nó thiếu thốn ấy, những cái quần mà chất cô tông như thế này này nó sẽ rất là lâu khô. Chị giặt xong á, xong chị vắt đây này, chị vắt á thì nó lâu khô lắm, rồi phơi nó cũng khô, lâu khô sấp xỉ. Hôm mà trời nắng thì chị phải đứng ở trong cái song sắt, chị vầy đây thế là mở đó, đây đó chị phải mở thế này này đó, chị đứng thế này này cho giận nắng. Nắng chiều anh sang buồn, vì sao em ơi, vì sao em đây, vì sao em đây đó. Cuộn nói với người ta như vậy là vào ngày mưa dầm gió bấc thì nhiều khi những cái chỗ các bạn đến ấy nó không có cái quạt với máy sấy ấy thì là nó ấy. Ví dụ bên Mỹ này các bà phơi nó ở dưới cái máy sưởi này đó, sưởi này đây sưởi cho các bà dòng sưởi. Ví dụ ở Mỹ này các bạn đó, đây cái sưởi, thấy cái lỗ sưởi chưa đó. Ở Mỹ là cái nhà có cái máy sưởi đó, giống như hoặc là các bà lấy cái gì có treo một chiếc cái điều hòa đấy, khô. Còn cụ bảo là thôi mặc lọt khe nhưng mà cụ lại mua ren. Em cũng xưa giờ em mặc lọt khe vì em không mặc quần bản to, em mặc lọt khe nhưng mà em mặc cô tông ha, em mặc cô tông cho nó ôm đó, kiểu của em là vậy đó, các chị hiểu không? Nên là cụ hướng dẫn mọi người là mặc lọt khe. Nói chung là cụ cũng có một cái công lao trong một cái quá trình gọi là đút thủ quần, cụ có công lao trong một cái quá trình gọi là một cuộc cách mạng cải tổ mặc slip. Các bạn hiểu, chờ tôi vào trong kia duyên vãi sao? Chả có chia sẻ live stream được thì còn thì làm sao mà tôi có động lực mà tôi live stream với các bà. Buồn các bà ghê đấy. Ơ sao đúng con thần kinh là bố chất cho từ nãy giờ cứ comment con thần kinh nhỉ? Ơ chết rồi. Ê, để tao xịt khoáng mày ơi, tao xịt khoáng. Cái mùa này em mùa khô rồi mấy bà, mùa khô rồi ạ. Các bà nhớ xịt cái này nha. Đừng xịt vào chỗ đấy nó giật cả nảy đấy. Giật vào này đấy, cái này xịt vào mặt này cho nó cấp ẩm cho da thì mặt này mới lên mấy cái mụn đây này đó. Trời ơi em kể cho chị nghe, lần này thì cuộn già đi thì chắc không vào An Phước đâu, bởi vì vào An Phước nhỡ có chuyện gì lại bảo lại đổ tội cho người ta, không có được. Người ta thương cuộn già gần nhà để cho người nhà đi lại thăm nom cho nó dễ thì cuộn già đổ tội cho người ta, ba bà hiểu không? Thế là tôi kể cho mấy bà nghe, cuộn già đấy, cuộn già hướng dẫn cái người đi mua hàng là mua cái slip là phải mua lọt khe ha. Đó, cuộn già nói là đi mua cái slip phải lọt khe để mặc
Mà vấn đề nằm ở chỗ này, bình thường cụ già bảo là gì, sau khi tôi ra tò, tôi không có ra đường, tôi ở trong nhà với chồng với con, tôi không có ra đường, bởi vì tôi ra đường tôi sợ người ta bu vào ồn ào đám đông, thôi mọi người muốn gặp tôi thì đến cái đại nạn của tôi thôi. Cụ già hoang tưởng. Cụ già hoang tưởng, tụi cụ già tưởng là cụ già có nhiều fan. Fan cụ già toàn bọn gọi là thất học bưng bô, toàn bọn là đầu không có não, và toàn óc hành gừng, toàn óc chấm óc chiên trứng không à. Mẹ fan cụ già toàn bọn máu không lên não rồi ơi, lại phải uống hai viên ginkgo bổ não. Em với các chị ngày nào cũng uống hai viên ginkgo bổ não cho máu huyết nó lưu thông, cho đầu óc nó minh mẫn, trời ơi, cho làm việc công việc cho nó sáng suốt. Chứ còn như đợi fan cụ già toàn bọn bưng bô, toàn bọn ngu ấy mà, làm sao nó so bì với chúng ta được. Trời ơi, nên là vào Takashimaya là gì? Takashimaya là một phân khúc thị trường. Khách hàng thứ nhất, một là đi hóng không có tiền, là giống tôi ha. Hai là có tiền ở mức trung bình. Ba là rất nhiều tiền đi ngắm tí thôi chứ không mua sắm. Tại vì những người rất nhiều tiền người ta không mua sắm trong đấy. Người ta đi lượn thì có mấy cái nhà hàng ăn uống. Ừ. Cho nên là khi cụ già hanh vì cùng với sừng trâu ở trong Takashimaya mà đéo có ai vào chụp hình. Ôi trời ơi, đây là cụ già bị toang ấy. Trời ơi, cụ già ơi, sao mà cụ già khổ dữ vậy trời. Cụ già nghĩ là mọi người sẽ chụp hình cụ già hay sao ấy mọi người. Trời ơi cụ già ơi, chị ruột của em ơi, chị ruột của em. Chị ruột nghĩ rằng là những cái đứa nó đến đại nạn của chị ruột là nó tự yêu thương chị ruột, là nó bào chị ruột ra để nó khai thác thông tin, nó quay clip, nó up YouTube để nó kiếm ăn lượt mắt xem trên YouTube và top top ha. Chị già ha, chị già già rồi, uống cái này đi em, 40 mà em đã uống 2 năm nay rồi ha. Chứ chị già lại nghĩ rằng là cái tất cả những cái đứa đến cái đại nạn của cuộn già là yêu thương cuộn á. Đừng đừng nhầm lẫn, yêu thương và lợi dụng là hai cái phạm trù chị phải làm một cái live stream. Yêu thương và lợi dụng nha, bởi vì chúng nó lợi dụng chị thôi. Suốt 4 năm rưỡi nay chị không tỉnh mộng, uống đi chị, uống đi chị, ginkgo bổ não, uống sâm vào cho nó khỏe nha. Chúng nó quay chị, chúng nó hỏi chị từng câu từng chữ, tất cả các lời chị thốt ra đều là viral, viral trên cõi mạng, và người ta sẽ kiếm tiền từ những lượt xem. Tuy nhiên á, khi mà kiếm tiền từ những lượt xem của chị ấy, chưa chắc đó là cái tốt cho chị. Em ghét chị, em không thích chị, nhưng em vẫn luôn khuyên chị rằng chị nên dừng lại đúng lúc để chị còn bình an bên chồng con chị và hai con thơ của chị, nó còn rất nhỏ. Em ghét chị là em thẳng khẳng định là em ghét, nhưng mà em là rất rõ ràng, em luôn khuyên chị là từ 4 năm trước là chị nên dừng lại đúng lúc, và đến bây giờ em vẫn khuyên ha. Em không có nhu cầu gọi là tung hô chị, nhưng mà em chỉ khuyên chị một câu thôi, giờ này chị dừng vẫn còn kịp, giờ này chị dừng vẫn còn kịp, chị tiếp tục đi những con đường hành đạo trừ gian diệt ác theo cái tư duy lối suy nghĩ của chị ấy, thì chắc chắn thôi đống clip hôm nay chị mua sẽ cùng chị đi vào trở lại phố cũ chị nha. Còn đàn cuộn con á, đàn cuộn con đừng bảo chị sân si, bởi vì chị là thần sân si rồi, chị thần sân si rồi các em, chị là thần sân si nên là các em không việc gì phải nói chị sân si cả, chị là trùm sân si. Đến đến mà nhưng mà hôm nay là có một lời khen này, hôm nay là có một lời khen cho, hôm nay là có một lời khen cho đội trưởng đội bưng bô nha. Phải dành lời khen hôm nay, sâm bao nhiêu một hộp mua ở Việt Nam, một hộp sâm này á, một hộp sâm này là 30 gói đấy, một hộp sâm này 30 gói 865.000, hôm nay em giảm cho các chị còn 725.000 một hộp 30 gói nhé. Các chị mua mà về uống ấy thì các chị mua cái hộp không thôi, à mua cái gói không thôi, bảo bên em vứt cái hộp đi, nó nặng cước, còn đem đi biếu thì quá đẹp rồi, đem đi biếu thì quá đẹp rồi. Một hộp này là 30 gói này các chị này, cái này em uống 2 năm hơn rồi đó. Cái này mà ai ăn uống kém sức khỏe, kém đề kháng, kém bố mẹ già ấy mà ăn uống kém á thì mua cái đó để không bán hàng, từ từ có lời khen này à. Một câu tại sao cũng chắc chắn.
chắn người phụ nữ này là do Việt Tân sai đến gặp cô, con trai yêu cô đi thăm sư Minh Tuệ để giải cứu sư Minh Tuệ. Giọng ai không? Tại sao một người phụ nữ lần đầu tiên đến gặp cô, tâm sự với cô vài câu, cô đã tin đó là người Việt Tân và là người đứng sau lưng sư Minh Tuệ và đứng ra để nhờ cô giải cứu sư Minh Tuệ? Và tại sao đó là người của Việt Tân mà cô lại lau nước mắt, cô ân cần, cô vỗ về cô này kia? Đấy, đến thằng cuộn con, thằng bưng bô, đội trưởng đội bưng bô, nó còn nhận ra rằng và nó phân tích rằng tại sao lại có thể tin được rằng một cái người như vậy là vịt ngan, có hiểu không? Đấy, các bạn nghe đi. Bỏ follow mình cũng được, không yêu quý mình cũng được. Nhưng trước khi mình nói tiếp, mình nói cho mọi người nghe như thế này. Mình là một người yêu thương sáng suốt. Mình luôn luôn yêu thương cô Nguyễn Phương Hằng theo cách của mình. Mình không yêu quý sư Minh Tuệ như đám đông ngoài kia. Ok. Đúng chưa? Ok. Và bản thân mình có thương cô Hằng hay không, ai theo dõi mình lâu nay cũng biết. Và chính bản thân cô nếu như xem được những video, nó y chang mẹ nó. Thằng bóng phong thủy nó y chang mẹ nó. Các chị có nhớ lúc mà nó táp thầy Minh Tuệ không? Các chị có nhớ nó táp thầy Minh Tuệ xong nó quay ra nó xin lỗi thầy không? Các bà hiểu không? Các bà có nhớ không? Nó y chang con mẹ chúng nó đi táp những người nổi tiếng. Con đóng phong thủy nó y chang con gái mẹ nó. Biết là nó lên xin lỗi rồi, nhưng ý là nó y chang con mẹ nó, là nó sẽ táp những người có lượng follow nổi tiếng để nó nổi tiếng. Và hành vi của nó y chang con mẹ nó. Lúc đầu nó táp thầy Minh Tuệ, nó táp không nổi, nó quay ra nó xin lỗi, nó bảo nó lỡ mồm. Ở đời ấy, ở đời mà lại lỡ mồm á các bà. Các bà có nhớ không các bà? Các bà có nhớ không? Sau nay mụn nhiều vậy dạ. Do từ ngày chị cuộn ra là em chăm chỉ theo dõi các bước đi của chị. Đêm ra là em mới thức khuya dậy sớm này, mụn này. Rồi em bỏ bê cái chuyện câu giáo của em. Nên là nó lên mụn nữa các chị. Từ từ, từ từ. Với cả đợt này em quên không uống cặp hồi xuân cho điều hòa nội tiết tố. Vâng, 725.000 chị Hòa, chị đừng bớt của em 5.000 tội nghiệp em. Đó. Đó, đúng không? Nó y chang con mẹ nó lên, nó táp không được, nó lên nó xin lỗi thầy Minh Tuệ, nhớ không? Đấy, con mẹ nó cũng kêu là quất không trượt phát nào. Thì rồi, không quất được, thấy phản ứng mạnh của mạng xã hội quá thì sợ, câm. Tự dưng xây dựng hình ảnh một con vịt ngan nào đó. Ôi rồi ôi, chào Thanh Tuyền. Lại xây dựng một con vịt ngan nào đó, các bà hiểu không? Đó, nó xây dựng một con vịt ngan nào đó để đánh cháo khái niệm, là đẩy dư luận sang chiều hướng khác. Nhưng mà đấy là chỉ đẩy, chỉ gọi là du ngủ cái bọn bưng bô đội xịt thôi nhá. Chứ còn những cái người mà có não ấy, người ta nhận ra liền cái bản chất của hai mẹ con chúng mày, là thấy ai mà có cái gì là táp 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 táp. Ừ, rồi. Thế là con bắt đầu chửi mẹ này. Con bắt đầu chửi mẹ nha. Con trai bắt đầu chửi mẹ này. Nó ẩn cái live stream này, nó ẩn cái clip này, bởi vì nó đã nhìn thấy đàn cuộn con vào táp nó. Mày yếu quá, bóng phong thủy. Của con từ trước đến giờ cô cũng biết. Và thậm chí video này con cũng nói với tư cách là người yêu quý cô. Ok. Cho nên mình nói thật lòng với mọi người, mình luôn luôn nói ủng hộ những điều cô đúng. Mình học được cô là cái làm từ thiện, yêu thương bà con nghèo. Ok, cảm ơn. Nhiều làm nhiều ít, làm từ thiện, cảm ơn. Làm theo kiểu ngàn tỷ, một tỷ như mình, làm theo kiểu một tỷ như mình. Ok, mình có cái nhà 6 tỷ đỡ, bà con cũng có quán cà phê 6 tỷ, toàn bộ doanh thu làm thiện nguyện. Hóa ra quán cà phê gọi là xóm của nó có 6 tỷ thôi à? Cái quán cà phê có 6 tỷ. Ôi trời ơi con ơi. Cái quán, cái tài sản nhỏ nhất của mẹ là cái quán bún đậu. Giá thị trường có 22 tỷ 700 triệu thôi. Ôi mà con lại bảo mẹ là đi móc đít gà. Cái gì Lương Hằng gọi tên mày để mày làm cái gì? Mẹ no ngủ kỹ à? Ôi giời, nó tự khai nhá. Nó tự khai là cái quán cà phê của nó 6 tỷ nhá. Dạ, một hộp ginkgo bổ não là 785.000, hôm nay giảm cho các chị còn 750.000 nha. Chị Nguyễn Hoa, đừng để lại số điện thoại. Chị đừng để lại số điện thoại nha. Chị xem cái phần, chị vào inbox cho em, đừng để lại số điện thoại. Không có chúng nó lại mấy con cuộn con nó lại đi nó ấy chị, nó lại đi nó em xóa bình luận của chị nhá. Các chị mua ginkgo bổ não của chị inbox cho em. Đấy, các chị nhớ nhá, nó bảo là em làm gì có cái vẹo gì. Ôi rồi ơi, cuộn già nó lật bài ngửa không được, nó lại lắm trò. Thì y chang con bóng phong thủy này thôi mấy bà. Con bóng phong thủy bắt đầu chửi mẹ. Ôi rồi ơi, con trai yếu dấu ơi. Nào, nghe tiếp nào. Cho nên mình thần tượng cô Hằng, mình học được cái trò đi. Và bây giờ có thể đấu toàn bộ tài sản của mình cũng dành để làm thiện nguyện. Rõ ràng ai theo dõi mình cũng biết.
Vô lại vẫn lại giống y chang con mẹ lùa gà. Đây là chiêu thức con mẹ lùa gà này. Này, con mẹ lùa gà, y thằng con, y chang con mẹ, toàn bộ tài sản của mình. Dạ, chị ơi, chị vào inbox hộ em tầm này không bán hàng, chị Hồ Tâm inbox giùm em. Em còn có mấy phút để em còn đi học chị ơi. Nhắn tin cho em chị Hồ Tâm, nhắn tin cho em ginkgo bổ não hay là kẹo ngủ nhắn tin cho em. Giờ này không bán hàng, trời không, không ai chửi em mà câu like bán hàng. Em đang phân tích của con, chị để đấy. Em tầm này muốn bán gì, em đi móc đít gà ăn trợ cấp quen rồi. Nó y chang con mẹ chúng nó. Con mẹ chúng nó bảo rằng là gì? Con mẹ chúng nó khởi động lại cái quy mổ nọ mổ chai. Đấy. Rồi con mẹ nó lúc nào mở mồm ra 4 năm rưỡi 5 năm trước là tôi đi cứu hàng vạn trái tim. Mà đến giờ đã thấy cứu trái tim nào đâu. Đến tận bây giờ từ ngày đóng cái quy, từ ngày đóng cái quy mổ đó đến tận bây giờ là 4 năm mấy, chưa thấy mổ thêm ca nào. Nhưng mà ngày nào cũng đem cái chuyện thiện nguyện lên nói này, xin lỗi này, ông Phạm Nhật Vượng ấy, ông làm từ thiện xưa giờ ấy. Ông ấy làm từ thiện xưa giờ ha. Ông ấy có cần phải thông báo, con phải nói rằng là ê, chúng mày mua xe VinFast của tao đi. Ê, chúng mày mua xe VinFast của tao, chúng mày mua nhà VinGroup của tao đi. Rồi tao sẽ làm từ thiện ủng hộ, tao xây nhà cho bà con nghèo. Rồi tao ủng hộ tiền từ thiện. Em nói mấy chị nghe nè, cái người mà người ta đại gia, người ta làm từ thiện ấy, người ta không như cuộn nhá. Ví dụ như bà Trương Mỹ Lan, trong lúc dịch bệnh, bà Trương Mỹ Lan lập tức chuyển 1.400 tỷ cho Mặt trận Tổ quốc, cho nhà nước, cho chính phủ, để nhà nước mua vaccine cho bà con. Còn cuộn bảo là cuộn cho mấy triệu liều vaccine, nó chỉ là mấy triệu liều vaccine mõm thôi. Tỉnh táo lên, chỉ có cho tiền mõm thôi, các chị hiểu không? Cuộn chỉ có tiền mõm, cho nên rằng là bóng phong thủy hơn cuộn. Bởi vì bóng phong thủy, nói là bóng phong thủy làm, cái điều này rất tôn trọng bóng phong thủy nha. Bóng phong thủy bảo bóng phong thủy xây nhà cho người nghèo, bóng phong thủy làm. Bóng phong thủy bảo là bóng phong thủy cho gạo, cho đồ ăn, cho tiền cho người nghèo, bóng phong thủy làm. Cái điều này là con hơn cha là nhà có phúc. Bóng phong thủy chị ghi nhận nha cưng. Cưng, chị ghét cưng hoặc cưng ghét chị, cưng thù chị thì chị cũng đồng ý, kệ mẹ cưng. Nhưng mà chuyện cưng khác con mẹ cưng, là con hơn cha là nhà có phúc. Cưng vẫn làm từ thiện, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều. Ở cái nhà 6 tỷ mà dám bỏ 600 triệu ra làm từ thiện, thế là cưng hơn mẹ cưng rồi. Chứ mẹ cưng giàu như thế ấy, mà mẹ cưng chỉ có tiền mõm với từ thiện mõm, và toàn kêu gọi mọi người làm từ thiện. Còn cưng bảo rằng là cưng này cưng kia không. Cưng sợ đám cuộn con quay xe, cưng không bán được cái nhang lừa đảo, cưng không bán được hàng, không bán được mấy cái đồ phong thủy lừa đảo đấy. Nên là cưng bắt buộc cưng phải lên xin lỗi mẹ. Bởi vì cưng kiếm ăn từ đám cuộn con bưng bô. Y chang con cuộn mẹ bán vé vào cổng chứ miễn phí ở đâu. Trời ơi tôi khổ các bà quá, tôi khổ các bà quá. Trời ơi là trời, giờ tôi phải đi học rồi. Tôi phải đi học rồi các bà ơi, chết tôi rồi. Hôm nay tôi dậy hơi trễ các bà hiểu không? Phấn này em đang đánh có bán nhé mấy chị. Phấn đang đánh có bán nha. Xong nó bảo là bà Trương Mỹ Lan là không có cửa so với nó. Dạ má, má với má Trương Mỹ Lan giống nhau, dân kinh doanh giống nhau. Nhưng mà má khác má Trương Mỹ Lan là má đéo có bằng cái là cọng lông háng của má Trương Mỹ Lan. Má Trương Mỹ Lan là rất rất nhiều tiền. Và má Trương Mỹ Lan là không có nổ như má làm từ thiện 1.400 tỷ liền. Má có 1.400 cọng lông háng có khi không rơi rụng. Phấn là 820.000 giảm giá còn 725.000 nha chị. Phấn là hai lõi nha chị nha. Phấn em đang đánh là hai lõi nha. Đó. Phấn em đang đánh là hai lõi chị. Đó, phần em đang đánh hai lõi. Tại vì em phải đi học. Thì tầm các chị chờ em là 2 tiếng nữa em về. 2 tiếng nữa em về em sẽ live stream phân tích vụ này cho các chị. Chứ cái tầm này ấy mà vấn đề em cho em chốt lại câu chuyện là cuộn chúa đi Takashimaya. Là cuộn chúa không live stream, bình thường cuộn chúa đi đâu chả live stream. Chứ đi ẻ, cuộn chúa cả em giống nhau lắm. Khác mỗi điều là em ngồi trong toilet móc đít gà làm công việc vất vả mưu sinh, còn cuộn chúa thì ngồi sang trọng có gia nhân ngồi rủ ô thì thôi em bán mắm bán bún em chỉ thế thôi. Chứ cuộn thì giàu mà, cuộn giàu nhưng mà cuộn hay nổ thế thôi. Nhưng mà tội nghiệp cuộn là hôm nay cuộn đi đi mà không ai live stream chụp hình cho cuộn, không ai thèm bu vào cuộn. Cuộn là chắc cuộn bị sốc lắm. Hả? Học tiếng Anh bạn ơi. Cây son số 05 nha. Cây son số 05. Đó.
các bà chờ tôi, các bà chờ tôi 2 tiếng. Hay tôi cúp học, hay tôi cúp học tôi livestream với các bà luôn. Trời ơi, tại vì mẹ chồng tôi đang đi bảo dưỡng xe nên là không có ai chở bà đi học, mà bà rất ham học. Chứ tôi học hành gì? Học được mấy chữ, biết thế tôi nghỉ rồi. Nhưng mà lỡ đi xuống rồi, lỡ đi xuống rồi phải đi thôi. Các bà hiểu không? Tôi lỡ tôi đi xuống rồi tôi phải đi tiếp thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Này, các bà công nhận là cuộn già không? Công nhận cuộn già của chúng ta vãi trưởng không? Cuộn già tưởng ảo tưởng là nhiều fan đấy. Cuộn già ảo tưởng nhiều fan các má ơi. Các fan fan của cuộn là cái số lượng mà chúng nó bảo là toàn dân yêu quý quý cuộn ấy. Lại hồn. Tôi lại mấy ông mấy bà mấy ba mấy má. Trời ơi. Cuộn kêu là cuộn ra đường là người ta bu đen. Ôi này ơi. Sao mà trông băng chiều này rơi trong lòng em, tình em còn đây. Chúng ta sẽ quay lại chủ đề với cuộn. Bởi vì thứ nhất á, là cuộn của chúng ta luôn luôn ảo tưởng về bản thân và luôn luôn nghĩ rằng là mình sẽ là một cái đấng gì đó mà mọi người sẽ phải là yêu thương, mọi người sẽ phải là tôn sùng. Nhưng mà cuộn phải nhớ là ở Việt Nam ấy, 100 triệu dân Việt Nam thì em nghĩ là cuộn cũng phải có đến 10 triệu dân yêu thương đó, chứ không phải là toàn dân được. Không thể nói là cuộn không có người yêu thương, cái này khẳng định nha. Đấy, là cuộn có người yêu thương đó. Mình công bằng mà nói thì cuộn cũng có rất nhiều điểm hay, điểm đẹp để mình yêu thương. Ví dụ như chi tiền, mạnh dạn chi tiền, có tấm lòng thiện nguyện, cái này đúng. Cái này là đúng, mình không có phủ nhận chuyện cuộn làm từ thiện. Nhưng mà không có nghĩa là bạn làm từ thiện mà bạn muốn làm gì bạn làm ha. Bạn làm từ thiện mà bạn muốn nói gì bạn nói ha. Không có một sân đi được. Mình phải rất rõ ràng mạch lạc, các bác hiểu không? Mình phải rõ ràng mạch lạc để mà mình là một công dân và mình là một người có trí não thì mình phân tích rõ. Nhưng mà cái cách cuộn ấy tấn công người này bới móc người kia, xong đàn cuộn con nó bảo em là chứ gì à, sao mày cứ rảnh mày đi bới móc cô tao. Thế thì khi cô chúng mày bới móc và vu khống cho người khác thì chúng mày có bảo cô chúng mày dừng lại không? Chúng mày hay ghê, đúng không mấy bà? Khi cô chúng nó bới móc người khác, cô chúng nó vu khống người khác, cô chúng nó bịa chuyện về người khác, thì thử hỏi là cô chúng nó có dừng lại và chúng nó có khuyên cô chúng nó dừng lại không? Ôi no, no không. Không bao giờ cô chúng nó dừng lại. Cô chúng nó luôn bịa đặt, không căn cứ. Giống như cái chuyện về thầy Thích Minh Tuệ ấy. Tại sao cô chúng nó lại đưa thầy Thích Minh Tuệ ra cái đấu trường này? Thứ nhất là như thằng bóng phong thủy là phân tích rất đúng. Thằng bóng phong thủy nó phân tích rất là đúng. Nó nói rằng là cô mới ra tù, cô không có hiểu về được thời thế thế thời bên ngoài. Cái lát cắt lịch sử đấy là cô không chứng kiến. Nhưng mà cô lại đi nghe những cái người cố vấn quân sư của cô là ai để mà nói thầy Minh Tuệ này kia. Bởi vì bản thân là nó là thằng đi trước, nó là thằng đi trước đấy. Sau đó nó cũng đã từng táp thầy Minh Tuệ, táp không thành công, và nó cũng nhận gạch đá thời điểm đó, và nó xin lỗi thầy Minh Tuệ, đúng không mọi người? Cái gì ngủ bỏ sân si đi em ơi, chị bỏ theo dõi em đi chị ơi, chị gì ơi, chị bỏ mẹ theo dõi em đi, chị lốc con mẹ em lại hộ em cái chị. Mấy chị gái ơi, mấy chị gái mà không tham sân si, mấy chị gái mà vô cảm với đời đấy, mấy chị gái mà vô tri, quên mày em đi, lốc mày em đi, lốc mày em đi, đừng có khuyên em bỏ sân si. Em là chùm sân si mẹ rồi, đệ nhất sân si là chị em và đệ hai, đệ nhị sân si là em. Các chị đừng xem em đéo phát cơm cho các chị đâu, tổ sư tiên sư cha nhà các chị mệt hết cả người. Vui thì xem, đéo vui thì biến chị ơi. Mình ý kiến hơi nhiều mà em cản trở hết cả cái tầm đang máu như thế này, đang mạo buôn như thế này, cứ bảo bà bỏ sân si. Bớt bớt xào lồn hộ em cái chị ơi. Địt mẹ hãm lồn mấy con này lắm này, phải chửi rồi. Địt mẹ ở đời này này làm đéo có ai không sân si ngoài ông thầy Minh Tuệ. Ở đời này tôi chỉ tin có một mình ông thầy Minh Tuệ, ông thầy Pháp Hòa. Những ông thầy tu mà gọi là thầy tu chuẩn mực người ta mới không sân si. Chứ cái loại bụi hồng trần như chúng mình sân si cả thôi. Các chị thấy cái chuyện em đang sân si nó đéo có ý nghĩa với các chị thì các chị lấp con mẹ em đi.
tổ tiên sư cha. Này, tôi kể câu chuyện này sân si như này này. Nhà hàng xóm nó mới bán đất, nó mua một cái xe ô tô Honda Civic chẳng hạn, hoặc một cái xe VinFast. Bà đứng bên này bà nhòm: ê bà Lan, bà mua cái xe VinFast này bao nhiêu tiền? Dạ 7 tỷ 9. Ồ, đắt nha bà, đắt nha bà, nhà tôi mua 7 tỷ 8 20. Bà mua 7 tỷ 9 là đắt nha. Đó, thế là gì? Các bà nghĩ đơn giản là bà đang báo giá đúng không? Các bà đang nghĩ là các bà đang báo giá, nhưng thực tế là bà đang sân si. Đấy là hành động sân si ha mình ha. Mình đừng có nhầm lẫn cái chuyện đó. Đấy là hành động tham sân si. Bởi vì nếu người không sân si, sau khi hỏi giá 7 tỷ 9 thì giờ ồ xe đẹp quá bạn nhỉ, ừ hôm nào cho tớ sang tớ ngồi thử nha. Các bà hiểu không? Đừng nghĩ rằng là mình chỉ báo giá là nhà con Lục con Lan kia nó mua 7 tỷ 8 20, nhà máy mua 7 tỷ 9 là không phải sân si. Đấy là tham sân si. Bởi vì chỉ có người tham sân si mới đi gieo vào đầu của cái người đã mua cái xe đấy 7 tỷ 9 thì mình biết rất rõ là nó đã phải mua 7 tỷ 9. Mà mình lại gieo vào đầu nó tư duy là con Lục của xóm trên nó mua 7 tỷ 8 20. Có nghĩa là mình đang làm cho nó đau đầu, làm cho nó mất tiếc 80 thủ, các bà hiểu không? Đấy là sân si. Sân si không có nghĩa chỉ đi chửi người khác mới là sân si. Sân si đôi khi là gieo vào lòng người khác một nỗi buồn. Mà mẹ, bà Lan là mua cái xe 7 tỷ 9, mày lại bảo con Lục trong xóm mua 7 tỷ 8 20. Thế là thôi mày bảo bà Lan là trời ơi, thua mẹ 80 củ rồi thì không đúng à. Đấy là tham sân si. Cho nên đừng nghĩ rằng chỉ có chửi nhau với cả nói xấu nhau mới là tham sân si nhá. Cái người không tham sân si, sau khi được bà Lan nói 7 tỷ 9 thì sẽ nói là ồ xe đẹp quá, tuyệt vời cái màu xe này, à, tôi ước gì tôi có tiền mua được xe như bà, có cho tôi ngồi ké được không. Đấy là những người không tham sân si. Còn một khi mà đã bảo ui giời cái màu này trông nó không được đẹp, đừng nghĩ đấy rằng là chuyện là gu màu sắc không có đúng. Đấy là tham sân si. Tất cả chúng ta là người hồng trần, vương bụi trần đều tham sân si, dù chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Tham sân si ở đoạn nặng hay nhẹ và làm tổn thương hay không tổn thương người khác. Cho nên là bà ấy, bà ghét tôi, bà biến mẹ bà đi nhé. Bà không xem thì bà cút đi please. Cút đi please. Đang chửi đến đoạn nào rồi? Bà mẹ chửi đến đoạn nào rồi? Khổ ghê mày đấy. Mấy cái con mụ này đang cao hứng, đang cao hứng thì lại em có đẹp không quý vị? Thua chị hai em. Đúng rồi, chị hai mày là nhất. Trong mắt chúng mày, chị hai mày là số 1. Chị hai mày luôn là đỉnh của chóp. Chị hai mày toàn tiền mõm. Nhưng trong mắt chúng mày, chị hai chúng mày luôn luôn là đỉnh của tiền mõm. Vẫn là đỉnh. Ok, tôi chờ 2 tí nữa tôi về tôi live stream nhé. Là cuộn giá này vỡ mộng. Cuộn giá đâu có. Sau khi mà đi gặp anh An, con nhà ông Công, cháu của ông Bộ ở xóm trên ấy, là cuộn giá đâu có live stream đâu. Hai ngày nay vắng bóng cuộn giá, cũng không thấy viết cái gì luôn. Thế là cuộn già vì sao? Là vì cuộn già đã lường thấy được cái tầm quan trọng của cuộn già khi lên nhà anh An, con nhà ông Công, cháu bà Bộ đấy, ở trên cái làng trên đó. Nên là cuộn già đã hiểu vấn đề rồi. Nếu mà tầm này cuộn già dừng lại và cuộn già thì có chăng là cuộn già sẽ không trở lại chốn cũ bằng một số biện pháp nào đó. Nhưng mà nếu như cuộn già vẫn ngang ngược ấy, like đi, tung hô đi. Cô ơi, bóc phốt ra đây, chửi nó đi. Cô ơi, chửi nó đi. Cô chửi nó đi. Chúng mày tung hô mẹ chúng mày nhiều vào để mẹ chúng mày sung ba khí á, sung máu tăng sông ấy. Mẹ chúng mày sung lên, rồi mẹ chúng mày chửi hết. Mẹ chúng mày bóc hết, rồi mẹ chúng mày đi giải cứu 5.000 phạm nhân nữa. Mẹ chúng mày giỏi lắm. Tầm này mẹ chúng mày là số 1. Trời ơi, đi tù mà mong giải cứu, thế định vượt ngục à? Đi tù có án, phải có tội mới đi tù. Tự dưng mẹ chúng mày lại kêu gào giải cứu 5.000. Ôi giời, cái gì đấy? Định vượt ngục à? Trời ơi, không được đâu. Chị ruột của em ơi, đừng. Chị ruột cứu được bản thân chị ruột đi. Chị ruột đừng có lo cho 5.000 phạm nhân. Người ta muốn ở yên chỗ đó, thụ án xong người ta về với gia đình. Chị ruột ơi, chị ruột đừng có mà tưởng mình là nữ hoa vá trời. Trời ơi, không có được đâu.
pháp luật nghiêm minh, độ phòng thủ và cái độ gọi là bảo vệ nhà tù nó mạnh lắm chị ruột ơi. Cái thây thì cả bụng cá hú mà rú cá cha, trời ơi chị ruột ơi, bụng cá hú mà vú cá cha rồi ơi, mỡ như thế lo thân không xong, chạy còn không kịp, còn nó đi giải cứu rồi ơi. Chị ơi em lạy chị. Chị để yên cho mấy nghìn phạm nhân người ta đi trồng chuối với trồng hoa hồng đi mà chị ơi. Để còn bọn em còn có nước toner hoa hồng vị rose. Ok, tiếng Anh là vị rose. À tôi còn 10 phút nha, tôi còn 10 phút các bà hiểu không? Tôi còn 10 phút tôi buôn chuyện với các bà. Tôi hạ kính cho tắt máy cho nó tiết kiệm xăng. Cho chúng nó chửi. Tôi ngửi không khí một tí. Cái gì cười cái gì? Cái gì mãi đỉnh, tôi làm cái gì mà mãi đỉnh? Đúng không? Chị ruột bảo chị ruột đi giải cứu. Thương cho chị em ở trong tù. Dạ mấy má. Mấy má muốn không bị đi tù thì mấy má đừng có vi phạm pháp luật. Trời ơi. Nhiều cách để đi mà bạn mời bạn Google biết mà. Thì tôi đang hy vọng một tương lai sáng lạng cho chị ruột. Chứ chị ruột đi thì chị ruột lại vào đó không làm kinh tế được. Chị ruột làm gì có tiền làm từ thiện. Nói chung là trong câu chuyện này chị ruột thể hiện rất rõ cái sự ngu si của mình và sự thất học của mình. Bởi vì ngu si thất học mà thích làm đạo diễn, ngu si thất học mà thích viết kịch bản. Chị ruột vô cùng ngu và chị ruột không được đi học, mà chị ruột lại mê làm nghệ sĩ. Chị ruột lại thích làm biên tập và biên kịch, thích viết kịch bản. Nên chị ruột mới bịa ra một bà lão trong giao diện của một người bán rau. Ai các bà hiểu không? Đấy, lời khuyên dành cho chị ruột ấy, mà muốn trở thành người nổi tiếng trong cái giới showbiz, chị ruột phải có học thức, phải có tài năng và phải có kỹ năng. Trước khi muốn trở thành một diễn viên thì chị ruột phải có một cái tố chất trong cơ thể mình, đó chính là sự nhanh nhạy, sự thông minh. Thì cái đấy chị ruột đã có. Chị ruột đã có sự nhanh nhạy và thông minh. Nhưng trong cái ranh giới giữa thông minh và khôn lỏi thì đó chính là một ranh giới cực kỳ mong manh, và chị ruột là người như vậy. Chị ruột nghĩ mình là một người nhanh nhẹn và lại có sự ảnh hưởng và sức công phá của số đông. Nên chị ruột nghĩ rằng là mình nói cái gì cũng đúng và mình nói cái gì người ta cũng nghe. Xong, chị ruột đã sai lầm. Các bà share live stream cho tôi đi, nó vừa mất sóng. Share live stream một, share lại live stream giùm tôi. Để cho cuộn con nó vào nó nghe các đoạn này. Vì không có buôn bán gì tầm này. Nha. Cái kính này nhà có bán, mua thì nhắn tin. Chị ruột trong những tập gần đây từ ngày mới ra tù, tập làm showbiz, chị ruột đã thể hiện rất rõ cái khao khát trở thành người nổi tiếng bằng một cách dựng sân khấu, hát giao lưu, lên kịch bản để talk show. Chị ruột muốn cầm trịch cuộc chơi, nhưng mà điều cơ bản chị ruột không biết trong ngành set up sân khấu và ánh sáng là chị ruột có tiền mà chị ruột không có sang. Ha, chị ruột không có sang. Cho nên chính vì thế chị ruột đã làm một cái sân khấu không có mái che. Trong khi thời tiết nó đã giao mùa, từ ngày rằm trung thu nó giao mùa sang đầu đông, người ta gọi là đầu thu đông. Đó là những cái lúc mà những cơn mưa nặng hạt và nhẹ hạt nó sẽ xảy ra. Thay chị ruột thì thay cá cha, mà bụng thì cá hú. Người thì nhiều mỡ, hiển nhiên là chị ruột không lạnh. Xong về mặt hình ảnh thì chị ruột sẽ bị lem luốc mascara, lem luốc đi cái lớp make up. Chị ruột nên mua một hộp phấn của em, đó là hộp phấn Angel. Em đang đánh đây. Hộp phấn này đấy, chị ruột mua em để giá chị ruột 720 cành. Chị ruột dập mặt đi, dập mặt đi ha chị ruột ha, để cho nó không bị trôi phấn. Cái ánh sáng của chị ruột làm cho sân khấu là cái ánh sáng hơi vàng vàng đo đỏ. Nó làm chị ruột nó không được gọi là mát mặt, vì trông chị ruột như sung ba khí ấy, mặt đỏ tía tai, trông nó không có đẹp. Cho nên chị ruột cần phải học về âm thanh ánh sáng trước khi chị ruột định set up sân khấu. Những cái điều quan trọng nhất mà chị ruột không thể làm được, đó là vì chị ruột chỉ có một cái kỹ năng sống, đó là lừa tình, lừa tiền, đẩy trai vào tù và cướp tài sản, dâm dâm cô nương và đang trên đường đi tìm phang phang công tử. Chị ruột không hề có kỹ năng về chính trị, về pháp luật. Chị ruột không hề có kiến thức về luật an ninh mạng. Và chị ruột chưa có kinh nghiệm về chuyện vào tù. Chị ruột chỉ có một kỹ năng là đẩy người ta vào tù và cướp tài sản. Chị ruột không hề có kinh nghiệm vào tù. Cho nên khi chị ruột
vào tù, chị ruột bị bỡ ngỡ. Rồi chị ruột đi ra, chị ruột lại định tạo trend, nhưng thì chị ruột lại quên mất rằng nhà tù là nền bê tông, thì làm gì có cái con cặp nong cặp nia nào để mà nó chui vào trong cái nhà tù của chị ha. Tôi hỏi các bà, tường thì nó sẽ như thế này, cái tường nó phẳng như thế này, cái cửa nhà tù là nó khít. Tôi đi tạm giam rồi tôi biết cái cửa nhà tù bằng sắt và nó khít, thì làm sao con rắn nó chui vào. Và hỏi thật, con rắn nó có thể bò trên bề mặt một bức tường phẳng được hay không? Các quý vị, tôi thì cái tôi rốt được chưa kinh nghiệm, thì tôi hỏi quý vị là con rắn cặp nong cặp nia nó có thể bò trên bề mặt tường thẳng hay không, mà nó chui được qua cái lỗ cửa song sắt để nó chui vào cái chiếu của chị ruột. Và thật sự là cái nền nhà của nhà tù hay nhà tạm giam trong tất cả các cơ quan chức năng nó phải đổ bê tông để làm gì ạ? Để tránh tù nhân vượt ngục. Chúng ta hãy xem vượt ngục phim của Mỹ, hoặc xem những bộ phim vượt ngục, hoặc chúng ta có thể đến Côn Đảo, nhà tù Côn Đảo của Việt Nam, để chúng ta sẽ nhìn thấy những nhà tù của thực dân Pháp nó xây dựng để chúng nó giam lỏng những vị anh hùng của quê hương chúng ta. Đó, nên là chúng ta phải học điều đó để thấy rằng là nhà tù không phải nơi mà muốn quăng cái gì là quăng. Cộng với việc chị ruột là một đối tượng đi tù trong cái phạm vi nổi tiếng, cho nên khi chị ruột vào tù, người ta càng phải để chị ruột ở một cái vị trí địa lý dễ nhìn, dễ kiểm soát, dễ thấy. Bởi vì nếu như để chị ruột đào tẩu thì chết mẹ rồi, bởi vì ồn lắm. Ví dụ một người tù số A không nổi tiếng trên mạng xã hội mà chẳng may đi cuốc đất chăn trâu, treo tường mà té mất, mà khi phát mãi cái thông tin để gọi là bắt về truy nã thì nó sẽ không quá ồn ào và mọi người sẽ tập trung. Còn chị ruột mà đào tẩu một cái ấy, là chết mẹ rồi. Lúc đó là chết mẹ rồi. Lúc đó là những cái chuyện mà trách nhiệm là lúc đấy là rất rách việc. Cho nên chắc chắn cái chuyện đi tù thì đừng có mơ là đào tẩu. Đã vào tù thì cái tỷ lệ mà có thể vượt ngục nó cực kỳ hy hữu. Hy hữu. Và những kẻ đã đào tẩu được là những cái kẻ nó phải có rất nhiều âm mưu và kinh nghiệm. Các bạn hiểu không? Các bạn đọc báo mà xem, cái tỷ lệ những người có thể đào tẩu được nó rất là thấp. Và chị ruột tự dưng vu lên có cặp nong cặp nia. Dạ tầm này mà có cặp rắn cặp nong cặp nia ấy, là mấy con buôn rắn đấy nó hốt rồi, nó bán cho con Trang Khàn để con Trang Khàn ngâm rượu. Các bà hiểu không? Để con Trang Khàn đi biếu cho bợm nhậu. Chứ làm gì có cặp nong cặp nia nào nó phi vào đấy được. Mà cặp nong cặp nia nào đấy mà nó lại nằm dưới cái chiếu được mấy bà? Không có mấy má ơi. Cái thây bà có phải con cá khô mực đâu, mà bà nằm được lên trên cái chiếu để con rắn cặp nong cặp nia nó chui vào dưới cái chiếu. Bà là con cá hú, bụng con cá hú, mà mình con cá tra, nặng cũng phải 65 cân chứ mấy. Cái gì? Mày cũng đi tù về tội gì cha nhỉ? À tao không có đi tù, tao là án treo. Tao tạm giam 2 ngày tại công an quận Hoàn Kiếm. Và tao án treo là án tù ngoài, là được ở nhà, không được ra khỏi Việt Nam em ạ. Việc học quan trọng lắm cuộn con. Việc học cực kỳ quan trọng cuộn con. Tao thì chưa đủ phước để như mẹ chúng mày ha. Nên chúng mày không có hiểu thế nào là tù treo, thế nào là tù ngồi. Và chúng mày rất là ngu ở điểm chúng mày lấy một bức hình tao chụp hình ở trước cửa, xong rồi là tao đeo đồng hồ trên tay trái, và chúng mày bảo rằng tao đi tù. Ừ, chúng mày nói gì cũng được, mẹ chúng mày là nhất. Đi tù, search Google, đi tù có được treo đeo trang sức hay không? Đó, đi tù có được đeo trang sức hay không? Ha, đi tù thì có được mang theo gấu bông hay không? Đó, cái gì cũng phải từ từ. Các cưng á, là hay vu khống lắm. Chị làm gì có phước để được đi tù? Trời ơi, chỉ có mẹ các cưng phước báo vô biên. Vu khống đủ người là vào tù thôi các cưng ạ. Cho nên các cưng nhớ dùm nha. Khi mà cuộn mẹ định bóc phốt một ai đó thì bây giờ làm gì có trợ lý như ngày xưa. Các trợ lý mà nghe đến là tuyển trợ lý vị trí. Bây giờ người ta khôn rồi. Người ta đi làm cho cưng, làm công ăn lương lấy tiền, là người ta treo dọa mõm, người ta khâu mồm lại. Chứ người ta đâu có ngu như thằng Tân với con gì. Thằng Tân con gì đấy.
Ôi rồi ôi, người ta không có bao giờ để người ta đi trợ lực lên kịch bản, rồi dù các dù cưng có viết kịch bản là viết gọi là chiêu mộ nhân tài là 1 tỷ đồng cho lương tháng cho ai lên kịch bản cho cô để cô livestream cho nó chắc cú. Người ta có viết kịch bản chắc cú, lời lẽ chính xác để không thể là bắt lỗi được, thì với cái trí não của cuộn chỉ biết con cu và dâm loạn, chỉ biết rên trong đêm và chỉ biết đi thắp nhang trong đêm khi mình cuồn cuộn lên, thì không thể nào mà có thể thẩm thấu được. Bởi vì cuộn không có kiến thức và cuộn là con ngu học. Một con ngu học không được học hành, không hiểu pháp luật, cho nên cuộn không thể nào mà có thể nhớ được lời kịch bản. Bản chất của cuộn là không được học hành. Cuộn chỉ có nói nghe hơi nổi chó, xong là tăng máu sung thiên, cuộn vu khống đủ trò. Cho nên là cái việc mà cái cốt lõi vấn đề bạn có cái gọi là nệ văn hóa nền, cái phong văn hóa nền bạn phải có đủ, cộng với việc bạn phải có một cái tầm nhận thức người ta gọi là nhân sinh quan, cái lăng kính nhìn về pháp luật, về cuộc sống, về xã hội chuẩn, bạn mới không thể nào bị người ta bắt lỗi. Đó là lý do cuộn tìm rất nhiều cách đâm đơn kiện mắm tôm, mà đéo làm gì được mắm tôm, nên cuộn phải câm mồm thôi. Nên chúng mày đừng bao giờ nói rằng là mẹ chúng mày không đụng vào tao, sao tao nói hoài. Tại vì mẹ chúng mày ban đầu đánh giá tao thấp lắm, nghĩ tao là một con bán mắm tôm, nên đâm đơn kiện gần 1.000 cái clip của tao. Tuy nhiên mò mãi không ra, không làm sao kiện tao được. Bởi vì ra pháp luật trọng chứng không trọng cung. Khi mẹ chúng mày có nhiều việc hở sườn ha, mẹ chúng mày học ngu và mẹ chúng mày không còn trôn và hay gọi là kiểm soát được việc phát ngôn của mình, đụng chạm đến tất cả những người không nên đụng chạm, và mẹ chúng mày vu khống người ta trực diện và kêu gọi mọi người tấn công, thì mẹ chúng mày phải nhận cái trả giá mà thôi. Còn mẹ chúng mày ta chưa thấy đụng được vào ai, kiện ai, chỉ có mỗi mẹ chúng mày đi tù thôi. Cho nên việc chúng mày học và hiểu biết là rất quan trọng. Mà nói chúng mày cũng không hiểu đâu cuộn con, đúng không các ông các bà? Tôi còn 3 phút, tôi còn 3 phút mới vào lớp học, đúng không các bà? Cái kiến thức nền, phong nền văn hóa nó vô cùng quan trọng. Bởi vì khi từ bé bạn được bố mẹ dạy dỗ rằng không được vu khống, bịa đặt và xúc phạm, sỉ nhục người khác, đó, thì là bạn đã phải nhớ sẵn cái phong văn hóa nền, cái đoạn gạch đầu dòng đầu tiên. Nhưng mẹ chúng mày không được dạy, từ bé mẹ chúng mày không được dạy, và mẹ chúng mày được training không biết từ ai, cái tư duy là vu khống cho người khác, lừa người ta vào chồng, dẫn dắt người ta bằng đủ mọi phương án để cướp tài sản, đẩy vào giờ, đẩy vào tù. Nên là mẹ chúng mày chỉ làm được điều đó thôi nha. Còn mấy người xem mà bảo rằng là em đừng sân si, em còn phải sân si đến khi nào nó câm hẳn, em sân si đến khi nào nó câm và nó không lên mạng xã hội sủa nữa, và em sẽ chửi nó đến khi nào mà em cảm thấy chán thì thôi em. Và em nghĩ rằng em không có chán, vì nó với em là kẻ thù không đội trời chung. Các chị hiểu không? Nên rằng là các con cuộn con ơi, các con vu khống mẹ xưa giờ nhiều thứ chuyện. Mẹ no care, vì mẹ không coi các cưng là đối thủ. Đối thủ của mẹ là con mẹ các cưng. Ok, thôi vào đi học đây. Các bà chờ tôi 2 tiếng nữa tôi đi học về. Tôi sẽ phải lên livestream để tâm sự với các bà tiếp. Chia sẻ livestream này cho tôi nha. Nhớ nha. Nhớ rằng có kiến thức, có kỹ năng, có phong văn hóa nền mới quyết định được bạn có thể né được những tai họa trong cuộc sống. Cho nên việc học vô cùng quan trọng. Và bây giờ tôi đi học. Bye bye. Bye bye, see you 2 hours after school. I'm after school, I'm go my house. I'm see you many many people in TikTok, no, in Facebook. Trang Khàn official, bún đậu cô Khàn, kiến lửa, Trang Trần and Trang Khàn and Fashion, Trang Trần hàng Mỹ chính hãng. Và see you, thank you so much, thank you so much. Kiss me, kiss, hãy kiss me, kiss me, kiss me. Yêu nha. Thấy em ok, thả like, thả tim cho em, share livestream cho em, để cho cuộn con nó tức ói máu, nó đem em đi chửi các diễn đàn ấy. Thanks girl. Em mong chúng nó chửi em lắm, vì mẹ là không chửi em. Và mọi người hãy following 7 pay. Mọi người hãy following
7 pay 1 Trang Khan Inflation 2 Bún đậu cô Khan 3 Kiến lửa 4 Trang Khan Official 5 Trang Khan Cuộc sống tại Mỹ 6 Trang Kiến lửa Pay số 2 Còn cái gì quên mẹ rồi 7 Quên mẹ rồi. Thôi tôi đi đây, tôi bảo đi học đây. Bye bye cả nhà.